bí mật chấn động về đại vận tuổi Canh Tý 1960, từ 65 đến 100 tuổi, tránh ba điều này, gặp dữ hóa lành, vượt qua tử nạn, đổi đời giàu sang, sống thọ cả đời. Canh Tý cung tốn, tuổi là lửa ở dưới núi cháy hoài ngày đêm, mùa xuân mùa hạ sinh ra, đặng sinh sung sướng làm nên chức quyền, thu đông lỗi số tự nhiên, hỏa bị thủy khắc đảo điên cực hoài, số này chung vận bôn ba, khá rồi tan rã khiến ta chưa cầm, hậu vận mới đặng an tâm, dư ăn dư để của cầm khỏi rơi, số này vận mạng đổi đời. Xa quê xa xứ ở thời mới an, bụng người cũng có tính linh, nghi đâu có đó thiệt tình chẳng sai, số tuổi lòng dạ thẳng ngay, của rơi không lượm gặp người chỉ cho. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, người xưa có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Vì vậy cuộc sống có một người dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế, thì bản mệnh chắc chắn sẽ có đường thuận lợi, cát lành như mong muốn. Kỳ thực trải qua hàng vạn kiếp luân hồi nhân sinh, tính cách của một người sinh ra sao đã quyết định số phận hung cát sang hèn của họ, đúng như câu nói. Ở hiền giới từ bi cho biết, trong số 12 con giáp, có tuổi Canh Tý, được trời sinh có tính cách tuyệt vời, họ sống có tình có nghĩa, biết người biết ta, không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn hiểu được cảm xúc người khác. Nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ bất kể ngoài đời sóng gió hay chông gai, con giáp này luôn được giúp đỡ đúng lúc. Ngoài ra, những mối quan hệ của họ không những giúp họ vượt qua khó khăn mà còn đem lại nhiều tài vận, càng lớn tuổi họ càng giàu có, gia đảo cũng hưng thịnh. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Canh Tý là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Dẫu trước đây gặp vô số nạn khiếp, hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức bất công. Nhưng từ nay trở đi chỉ cần biết ba điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Vậy ba điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Canh Tý? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời năm thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhầm số, được mất gì bởi duyên số cho ta. Còn điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi muộn màng đã trễ, chuyến đò chiều đang ở bên chờ ta. Canh Tý đã đang đi qua gần 70 năm cuộc đời rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ trong suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 65 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài, với nhiều khó khăn và vất vả, lúc này mọi thứ đối với Canh Tý không còn quá quan trọng. Mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không, quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai. Có thể biến màn từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức trở thành ông lão bà lão tóc bạc lưng còng, cho dù Canh Tý từng một thời oai nghiệt hoặc đảm bảo thanh cao. Dù ra sao, tất cả đều đã qua đi đoạn đường nhân sinh, kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng, thực ra con người đã đi đến cái tuổi này. Khổ cực gì cũng đều đã trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào đâu, chỉ có chính mình nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Con cái đối với bạn là đạo lý, hiển nhiên khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cử tuyệt. Trong cái thiện thì hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bảo là tốt, điều đó chứng tỏ bạn đã không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng, bất kể chúng đối với bạn tốt đến mấy, cũng chớ quên nhân sinh phải dựa vào chính mình, quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi, du lịch làm những việc mà mình muốn. Làm người đã gần trải mốc 65 có cực khổ nào mà chưa nếm trải nhân sinh, đã đi quá nửa hành trình. Quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình, đến khi bạn già rồi bạn còn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Ngoại trừ chính mình ra, ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút như vậy đã là đủ rồi, cả cuộc đời vất vả kiếm tiền, đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình. Đến khi nhắm mắt xuôi tay liệu ai sẽ là vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt, chính vì thế, bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Canh Tý, giống như chú gà luôn giữ tinh thần, tập trung cao độ giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu, đến khi bỗng quay đầu nhìn lại sống 65 tuổi cũng là 65 năm cuộc đời. Buồn vui sướng khổ sang hèn vinh nhục chưa kịp phản ứng, người xưa nói, ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là 65 tuổi biết mệnh trời, quả không sai. Xét về tính cách tuổi Canh Tý. Nữ Canh Tý 1960, rất chăm chỉ và không thích lông bông, họ thích sự ổn định, họ luôn cân bằng được lối suy nghĩ nên quan niệm sống, cách nhìn nhận trong công việc luôn làm theo một nguyên tắc mà họ đề ra.
Nữ mạng 1960, trong cuộc sống làm việc rất tốt, giàu tình cảm và thích sự rõ ràng, phân minh trong tình yêu. Ngoài ra, họ còn kiên cường, can đảm, luôn tự bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. Nhìn chung, tử vi của nữ canh tí 1960, tốt, họ không vội vã mà luôn có sự cẩn thận, chắc chắn trong suy nghĩ, hành động. Nam sinh năm 1960, ý thức tự giác cao, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, họ là người có tham vọng lớn, nhưng không cẩn thận nên dễ gặp thất bại nếu không biết cách điều chỉnh. Hoặc được người giúp đỡ, họ thường có tính ích kỷ, ghen tuông dẫn đến mất kiểm soát. Đây là đặc tính của loài chuột mà người sinh năm canh tí cần khắc phục. Nhưng đổi lại họ rất thông minh và giỏi quan sát, là người tài năng, có khả năng sáng tạo tốt, họ còn là người khiêm tốn, không thích ba hoa thể hiện. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi canh tí 1960. Lương thượng chi thử, chuột trên xà, cung càn, mệnh bích thượng thổ, đất trên vách, xương con chuột, tướng tinh con rắn, con nhà huỳnh đế, quan lộc, cô quạnh, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Khi còn nhỏ, nam giới tuổi canh tí có nhiều sóng gió, tới trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại của cuộc đời, có phần hy vọng và đầy đủ về công danh, hậu vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi canh tí đường công danh khá tốt, nhưng sức khỏe thường yếu kém, số hưởng thọ trung bình. Từ 65 đến 77 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ. Tuổi canh tí nữ giới có cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc tuổi nhỏ, số có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội, thuận tiện để hoàn thành sự nghiệp dễ dàng. Trung vận đã thấy kết quả của sự sung sướng, hậu vận lại thảnh thơi và an nhàn, tuổi canh tí nữ mạng hưởng thọ trung bình. Từ 65 đến 78 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, còn nếu phúc đức, hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Về tài lộc chọn đời canh tí 1960. Tử vi tuổi canh tí cho thấy, tướng tinh nắm quyền, viễn cảnh sự nghiệp của người tuổi này là quan. Một khi đã xác định được mục tiêu, người tuổi canh tí sẽ nỗ lực hết mình, dùng mọi cách để đạt được nó mà không than phiền mệt mỏi. Đây chính là yếu tố quyết định làm nên thành công ở họ. Người tuổi canh tí độc lập, ham học hỏi, tính tình hòa nhã thân thiện, trung thực đáng tin. Trong công việc, họ tỏ rõ mình là người có trí tuệ, có tài năng, sức sáng tạo cao, tầm nhìn xa trông rộng, khả năng quan sát tốt, tính cách linh hoạt, khả năng tùy cơ ứng biến, khiến người tuổi này gặp nguy không sợ, gặp khó không lùi. Thêm vào đó, trực giác nhạy bén và có đầu óc kinh doanh khiến họ rất thích hợp để tự mình khởi nghiệp. Bước đầu chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng nếu kiên trì, tích lũy kinh nghiệm, chờ thời cơ thực hiện thì mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió. Họ thích hợp làm học giả, nhà soạn nhạc, nhà phê bình, diễn viên, chủ tiệm kinh doanh. Ngoài ra, trực giác nhạy bén của người tuổi canh tí rất hợp với những công việc mang tính nghệ thuật, hay đòi sự tỉ mỉ, tinh xảo như quản lý sản phẩm, mỹ thuật, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, quay phim, chụp ảnh nghệ thuật. Con giáp này không nên làm các công việc liên quan đến chính trị, công tác xã hội như cảnh sát, sĩ quan quân đội hoặc các công việc đòi hỏi tính quyết đoán, cương nghị. Về sức khỏe chọn đời tuổi canh tí 1960. Tử vi chọn đời tuổi canh tí cho thấy, người tuổi canh tí bẩm sinh có khả năng thích nghi với môi trường rất tốt, họ luôn bừng bừng sức sống, sôi nổi nhiệt tình, như vầng thái dương nhỏ chiếu sáng muôn nơi. Người này bình thường ít khi bệnh tật, song đã bệnh thì rất nghiêm trọng, rất lâu mới khỏi. Nên đặc biệt chú ý, tránh để bị trúng gió, đau dây thần kinh hoặc xương khớp. Mỗi khi cơ thể phát ra tín hiệu bất thường gì, đừng nên coi thường mà hãy để tâm và đi khám chữa ngay cho hiệu quả. Về tình cảm gia đạo chọn đời canh tí 1960. Đối với nam mạng canh tí, chuyện tình duyên của nam mạng canh tí được phân thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào các tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch thì chuyện tình duyên có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong cuộc đời. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch thì tình duyên có thay đổi cũng chỉ đến 2 lần. Còn những người sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ chỉ có một mối lương duyên duy nhất, hai người sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời với nhau. Khi kết duyên với những tuổi không hợp về tài lộc, lại không hợp về tình duyên như canh tí, ất tỵ, bính ngọ và kỷ hợi, thì hai người sẽ phải cố gắng và nỗ lực hết sức mình mới xây dựng được cuộc sống hạnh phúc. Các năm 15, 21, 25, 27, 33, 37 và 39 tuổi là các năm không tốt cho chuyện tình duyên của nam mạng canh tí. Bạn không nên kết hôn vào những năm này, sẽ tránh được cuộc sống hôn nhân gặp nhiều trắc trở. Đối với nữ mạng canh tí, chuyện nhân duyên của những người nữ mạng canh tí được phân ra thành 3 trường hợp sau. Những người sinh vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch
thì có thể cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên. Những ai sinh vào các tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì tình duyên trong cuộc đời sẽ thay đổi 2 lần. Còn những người sinh vào các tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, tình duyên viên mãn không có sự thay đổi nào. Tuổi hợp làm ăn, Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi là 3 tuổi vô cùng thích hợp để canh tí nữ mạng cộng tác trong công việc. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, không gặp bất cứ khó khăn, trở ngại nào, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Lựa chọn chồng, nữ canh tí kết hôn với những tuổi vừa hợp về tình duyên, lại hợp về tài lộc như Tân Sửu, Giáp Thìn, Đinh Mùi và Mậu Tuất thì bạn sẽ tạo dựng được cuộc sống viên mãn, nhiều vinh hoa, phú quý. Còn nếu kết duyên với các tuổi Kỷ Dậu và Đinh Dậu thì cuộc sống của bạn chỉ đủ ăn, đủ tiêu chứ không có dư thừa để tích lũy, tuy nhiên vợ chồng vẫn yêu thương, hòa thuận. Các tuổi Canh Tý, Ất Tỵ, Bính Ngọ và Kỷ Hợi không hợp với canh tí nữ mạng cả về tình duyên và tài lộc, nên khi kết duyên với họ cuộc sống của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Bạn cũng nên tránh kết hôn vào các năm xung khắc trong đường tình duyên 17, 22, 23, 29, 34, 35 và 41 tuổi, nếu không cuộc sống hôn nhân sẽ có nhiều trắc trở. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Canh Tý 65 tuổi, và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Canh Tý 1960, có một năm mới, may mắn, bình an và giàu có. Bản mệnh Canh Tý sinh ngày 28 tháng 01 năm 1960 đến 14 tháng 02 năm 1961 dương lịch, thuộc tuổi Canh Tý, cầm tinh con chuột. Người tuổi Canh Tý có thiên can canh, kết hợp với địa chi Tý, mang ý nghĩa lương thượng chi thử, tức chuột trên xà. Đối với nam mạng, nam sinh năm 1960 thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, năm 2024 giáp thìn là năm mệnh hỏa, theo quy luật của ngũ hành, hỏa sinh thổ. Như vậy mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can canh tương xung với can giáp, địa chi Tý tam hợp với thìn. Bước sang năm này, sự nghiệp và cuộc sống của nam mạng tuổi Canh Tý sẽ có sự thay đổi, công việc không còn là sự ưu tiên hàng đầu. Thay vào đó, bản mệnh sẽ dành phần lớn thời gian cho đời sống tinh thần và tình cảm gia đình. Tổng quan tử vi nam Canh Tý, sinh năm 1960, trong năm Giáp Thìn, ổn định trên phương diện sự nghiệp, mệnh chủ cần chú ý hơn tới các vấn đề liên quan tới sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Trong năm này, nam tuổi Canh Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ, bạn tốt giúp đỡ. Bước sang độ tuổi 65, công việc của nam mạng tuổi Canh Tý có chiều hướng an toàn hơn. Thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp, càng về cuối năm, càng có những dấu hiệu khởi sắc, chỉ cần mệnh chủ duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và cầu tiến. Trong năm 2024 này, đôi lúc Canh Tý nam mạng phải đối mặt với một số rắc rối, trục trặc, nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan, quá tin tưởng vào người khác. Nhưng nếu nam tuổi Canh Tý bình tĩnh giải quyết, mọi chuyện sẽ êm xuôi và tốt đẹp hơn. Tình hình tài chính của nam tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn không có gì đáng lo ngại. Nếu bản mệnh chủ duy trì thói quen sống giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, ở độ tuổi xế chiều, nam mạng tuổi Canh Tý nên có kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân nhiều hơn. So với việc lo nghĩ cho người khác, bản mệnh có thể dành ra một khoản dưỡng già ngay từ bây giờ. Ngoài ra trong năm này, nếu có ý định đầu tư tiền bạc thì Canh Tý nam mạng nên thận trọng, suy nghĩ thật kỹ, không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực có rủi ro lớn hoặc chưa từng có kiến thức, sự hiểu biết. Cuộc sống hôn nhân của mệnh chủ khá yên ấm, tuy rằng trong đời sống thường ngày khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời nhiều hơn, nam tuổi Canh Tý có thể dễ dàng giải quyết những xung đột này. Bước sang năm 2024, bản mệnh đôi khi sẽ phải lo nghĩ về các vấn đề liên quan tới gia đạo. Cách tốt nhất để gia đình êm ấm, hạnh phúc là dành thời gian bầu bạn, sẻ chia với con cháu để rút ngắn khoảng cách. Tin vui gõ cửa, gia đạo nam mạng tuổi Canh Tý 1960, trong năm này có thể là thêm người, thêm của, đây cũng là cơ hội giúp tình cảm giữa mọi người khăng khít bền chặt. Ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất với bản mệnh sinh năm này, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều nếu quý ông tuổi Canh Tý duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc, bản mệnh nên tránh làm việc nặng, vận động quá sức. Sau ngày dài làm việc, có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Riêng với nữ mạng, nữ Canh Tý
sinh năm 1960, nhờ sự chăm chỉ làm việc trong nhiều năm mà bước sang tuổi 65 đã có một quỹ đạo công việc ổn định, vững chắc. Nếu tiếp tục duy trì công việc, sự nghiệp của bản mệnh thì sẽ không có gì biến đổi. Tuy nhiên, nếu muốn nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho bản thân, canh tí nữ mạng có thể phải chuyển giao một phần công việc cho người khác. Nhìn chung, cuộc sống của bản mệnh trong năm này khá yên ấm. Nữ mạng tuổi Canh Tí nên lưu tâm nhiều hơn tới vấn đề của sức khỏe, hạn chế vận động mạnh, làm việc quá độ, gây hao phí sức lực. Ngoài ra, cần kết hợp chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý. Tổng quan sự nghiệp của tuổi Canh Tí nữ mạng trong năm 2024 khá ổn định. Mọi chuyển biến thay đổi đều đã được bản mệnh tính toán từ trước, nên không khó để ứng phó khi vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn thúc đẩy tiến triển của công việc, nữ tuổi Canh Tí sẽ phải đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn, cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm dày dặn cùng sự hiểu biết sâu rộng vốn có. Công việc không tạo ra áp lực, nếu bản mệnh chủ có thể cân bằng thời gian nghỉ ngơi và sinh hoạt khi làm việc, quan trọng nhất vẫn là tinh thần làm việc chủ động và tích cực. Nếu nữ mạng sinh năm 1960 là người chu toàn, cẩn thận thì tình hình tài chính trong năm này không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chưa có sự chuẩn bị, bản mệnh nên sớm tiết kiệm một khoản dự trù cho bản thân. Canh Tí nữ mạng là người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và chi tiêu gia đình. Do đó, nếu cần đến một khoản tiền lớn, bản mệnh nên hỏi ý kiến người thân, bàn bạc trước khi đưa ra quyết định, hạn chế vay mượn tiền bạc với những người không đáng tin cậy. Nữ mạng tuổi Canh Tí nên để tâm tới cảm xúc của người bạn đời nhiều hơn khi xảy ra mâu thuẫn. Thay vì nóng nảy, hãy giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bản mệnh là người biết lắng nghe, chia sẻ nên dễ dàng hóa giải được mọi hiềm khích. Bước sang năm 2024, gia đạo không còn là nỗi lo của Canh Tí nữ mạng. Con cái trưởng thành, gia bề yên thất, tinh thần bản mệnh phần nào cũng nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Để gắn bó tình cảm gia đình, bản mệnh nên dành thời gian để sẻ chia, bầu bạn với con cháu nhiều hơn. Ở độ tuổi 65, bản mệnh cần quan tâm và chú trọng đặc biệt tới sức khỏe để tránh những bệnh về xương khớp. Nữ tuổi Canh Tí 1960 nên tập thể dục đều đặn, ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Không chỉ rèn luyện thể chất, bản mệnh cũng cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, tham gia thêm các hoạt động xã hội công ích, hành thiện tích đức để đón nhận nhiều phúc phần cho con cháu, gia môn. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Canh Tí 1960. 1. Chọn tuổi hợp với Canh Tí 1960. Tuổi hợp làm ăn với nam mạng. Khi kết hợp với những người tuổi Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi thì công việc của nam mạng Canh Tí sẽ gặp nhiều thuận lợi, không lo thất bại hay sụp đổ mà tiền tài sẽ vào như nước. Tuổi Đại Kỵ, nếu nam mạng Canh Tí kết mối lương duyên hay hợp tác với các tuổi Đại Kỵ, Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân thì công việc sẽ bị lụi bại, tình duyên giang dở. Nếu đã chót thương yêu và muốn nên duyên chồng vợ thì không được tổ chức linh đình, chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ tránh được tai ương, giảm bớt xung kỵ. Tuổi hợp làm ăn đối với nữ mạng, Tân Sửu, Giáp Thìn và Đinh Mùi là ba tuổi vô cùng thích hợp để Canh Tí nữ mạng cộng tác trong công việc. Mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, không gặp bất cứ khó khăn trở ngại nào, mưu sự ắt thành, đại cát đại lợi. Tuổi Đại Kỵ, bạn không nên kết duyên hay hợp tác với những tuổi xung khắc, Nhâm Dần, Quý Mão, Mậu Thân, Giáp Dần, Ất Mão và Bính Thân vì công việc sẽ gặp thất bại, hôn nhân giang dở. Nếu đã chót lỡ yêu thương mới biết là phạm tuổi Đại Kỵ thì không nên tổ chức rầm rộ mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc, tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi Đại Kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ tránh được tai ương và giảm bớt xung kỵ. 2. Màu sắc hợp mệnh với Canh Tí 1960. Khi sử dụng những gam màu sắc hợp tuổi Canh Tí 1960 sẽ mang lại một số lợi ích sau. Khi nam nữ tuổi Canh Tí sử dụng gam màu đỏ là màu sắc biểu trưng của ngũ hành hỏa, màu đỏ là màu sắc của sự nhiệt huyết, tình yêu, sự sôi nổi và nồng nhiệt, đây cũng là màu sắc thể hiện niềm vui, sự ứng với quan niệm của người Á Đông. Khi nam nữ tuổi Canh Tí sử dụng gam màu cam, khi xem xét tuổi Canh Tí hợp màu gì, chuyên gia chia sẻ, màu cam là màu sắc được pha trộn từ hai gam màu đỏ và vàng. Do vậy, màu cam vừa mang ý nghĩa sôi nổi, nhiệt huyết, lại vừa thể hiện cho hạnh phúc. Đây là gam màu tươi sáng mang lại sự vui tươi cho không gian xung quanh. Nếu nam nữ sinh năm 1960 thường xuyên sử dụng màu sắc này thì sẽ có cuộc sống vui tươi, hạnh phúc.
Khi nam nữ tuổi Canh Tý sử dụng gam màu tím thể hiện cho sự vĩnh cửu, bền vững. Chính bởi vậy mà trong quan niệm của không ít người, thì màu tím là biểu trưng của sự thủy chung, hơn nữa màu tím cũng tạo cho người dùng một phong thái nhẹ nhàng, thanh tao. Nữ tuổi Canh Tý, khi xem tuổi 1960 hợp màu gì, có lẽ không nên bỏ qua gam màu này, bởi khi sử dụng màu này sẽ gìn giữ được hạnh phúc trong gia đình. Khi nam nữ tuổi Canh Tý sử dụng gam màu hồng, từ xưa tới nay thì màu hồng luôn gắn liền với những hình ảnh, biểu tượng dễ thương, màu hồng giúp mang tới không gian nhẹ nhàng, lãng mạn mà lại không kém phần tươi mới. 3. Phật độ mệnh của Canh Tý 1960. Trong cuộc đời mỗi người, dù trải qua bao nhiêu thăng trầm, đích cuối cùng mọi người muốn hướng tới vẫn là một cuộc sống bình an. Bình an phải xuất phát từ trong tâm mà ra, để tăng sức mạnh nội lực, nhiều người sử dụng vật phẩm phong thủy như một lá bùa may mắn, mang ý nghĩa linh thiêng. Tuổi Canh Tý 1960 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, mang mặt Phật bên mình để cầu bình an, cầu những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến. Nhiều người cũng tin rằng đeo mặt Phật bản mệnh tựa như có Đức Phật soi sáng, dẫn đường chỉ lối. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh thổ nên chọn mặt Phật làm từ đá mắt hổ vàng, nâu, hành thổ là hợp với bạn mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã não đỏ, hành hỏa vì hỏa sinh thổ cũng rất tốt cho bản mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy tự nhiên, mang nguồn năng lượng của vũ trụ, tốt cho tinh thần, sức khỏe, cải thiện vận khí, mang niềm vui, may mắn tới cho thân chủ. Tuổi Canh Tý 1960 nên chọn các loại vòng tay đá màu nâu, vàng đậm, thuộc hành thổ, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Chọn vòng tay màu đỏ, hồng, tím thuộc hành hỏa, đây là màu tương sinh với bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Canh Tý 1960 đang đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng, để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Người đến tuổi già nhất định phải hiểu, đừng sống quá mệt mỏi, đừng quá bận rộn, muốn ăn đừng than đắt, muốn mặc đừng nói lãng phí. Buồn phiền tìm bạn bè dùng bữa, buồn ngủ nằm xuống là ngủ thiếp đi. Sự an tâm trong tâm hồn luôn là thứ đẹp nhất, hạnh phúc mỗi ngày mới đúng. Người đến tuổi già, bình thản, vô tư là quan trọng nhất. Nước càng sáng càng trong, người càng thản nhiên càng nhiều hạnh phúc hơn. Vì vậy trong cuộc sống của người lớn tuổi, điều giá trị nhất là có thể có một sự bình an, yên tĩnh. Chỉ có bình tĩnh đối xử với chính mình, yêu mến món quà Thượng Đế ban cho, trái tim của chúng ta mới có thể chứa đầy hạnh phúc. Người đến tuổi già, sống với một thái độ tốt, chức vụ cao không bằng lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui vẻ. Con người sống với một tâm thái tốt mọi thứ đều tốt, con người khi đến tuổi già đừng sống dưới miệng lưỡi của người khác, cũng đừng sống dưới mắt của người khác, tốt nhất là sống trong thế giới đơn giản và hạnh phúc của riêng mình. Người đến tuổi già, học cách tự chăm sóc mình, mà quan âm thúc nhân lão, bình hòa tâm thái tẩu đại đáo, thiên đại tự thân mà phiền não. Con người đến tuổi già càng phải hiểu được từ trong bốc đồng và lo lắng trở về tâm thái bình tĩnh, thư giãn, không quan tâm quá nhiều, không tính toán quá nhiều, hãy nhớ thả lòng bản thân thoát khỏi sự mệt mỏi, đừng để cho mình sống quá mệt mỏi. Người đến tuổi già biết lựa chọn thứ gì là tốt, cuộc sống của con người hiếm khi được hồ đồ, hiếm khi bị hồ đồ, sống quá rõ ràng mới là điều khó hiểu nhất. Người cao tuổi thông minh, có sự hiểu biết về cuộc sống, đều biết làm thế nào để lựa chọn, biết ở độ tuổi nào nên tính toán những gì, không nên tính toán những gì, có được có mất, có cho có nhận. Vì vậy, có tuổi rồi, chúng ta phải biết sẵn sàng ăn uống vui chơi, sẵn sàng đối tốt với bản thân. Người đến tuổi già, ít gánh nặng, cuộc sống của một con người có rất nhiều gánh nặng, chẳng hạn như cấp bậc, xếp hạng, khi trẻ những điều này có thể vẫn còn chút tác dụng, nhưng đến tuổi già, lại là thêm một gánh nặng. Những hư danh bên ngoài thực ra là một gánh nặng, già rồi đừng quá chú ý đến những hư danh và danh lợi đó, mà phải quan tâm đến việc tận hưởng bên trong tâm hồn. Người đến tuổi già, dùng trái tim để ngắm nhìn thế giới, cuộc đời giống như một giấc mơ, năm tháng trôi qua tàn nhẫn, đột nhiên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện con người sống như một tâm trạng, nghèo cũng tốt, giàu cũng tốt, được cũng tốt, mất cũng tốt, mọi thứ đều như một đám mây, phải thường xuyên tự hỏi bản thân mình, bạn có những gì, thay vì không có những gì. Thường xuyên biết ơn cuộc sống sẽ báo đáp cho bạn. Người đến tuổi già nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Hạnh phúc là không phân biệt người giàu và người nghèo. Khả năng lớn nhất của con người là từ những ngày cay đắng đến ngọt ngào. Điều này đòi hỏi phải học cách tự mình tìm ra niềm vui, chứ không so sánh một cách mù quáng, không mưu cầu sự hoàn hảo. Biết cách hài hước mới làm cho cuộc sống thú vị hơn. Người đến tuổi già làm cho niềm vui là một thói quen. Người đến tuổi già không nên luôn nghĩ rằng bản thân là chiếc đồng hồ cũ,
Mỗi ngày than ngắn thở dài, nỗ lực mỗi ngày để sống một cuộc sống tốt lành, đuổi những phiền muộn ra ngoài, để niềm vui trở thành một thói quen. Người càng cao tuổi, đừng sống quá mệt mỏi, biết chấp nhận và từ chối để tốt cho mình, gửi bài báo cho bạn bè cùng xem. Chúc tất cả các bạn có một cuộc sống tuổi già đầy sự thư giãn và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn quý vị đã quan tâm đón đọc những chia sẻ của ban biên tập chương trình về Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị cùng toàn gia chung năm Quý Mão, phúc khang an thái, phúc lai tai tống, phúc lộc tựa vân lai. Đừng quên đăng ký và để lại bình luận xuống bên dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.